giảm giá cực sắc cho combo nhà bếp gồm một kéo cắt xương Kabushi của Nhật Bản và một chiếc kẹp cắt thức ăn đa năng như này chỉ với mức giá 220.000 đồng, và đặc biệt em sẽ miễn phí vận chuyển toàn quốc cho 100 khách hàng đầu tiên thôi nha, nên các tỉnh yêu ơi nhanh tay lên ngay cho em số điện thoại để nhận ưu đãi nha. Về chiếc kéo cắt xương Kabushi của Nhật Bản thì nó có cái độ cứng và độ sắc bén gấp hàng vạn lần kéo bình thường, có độ bền sử dụng lên đến hàng chục năm. Dưới đây kéo thì có cho mình một cái khóa chốt an toàn giúp chúng ta không bị kẹt tay nha. Ở giữa lắp cho mình một cái lò xo ẩm nên khi chúng ta thao tác cắt rất chi là nhẹ nhàng và không cần phải dùng quá nhiều lực. Với chiếc kéo đa năng này, chúng ta không chỉ là cắt được xương, nặng được thịt, được gân, mà chúng ta có thể cắt được mọi loại thực phẩm trong nhà bếp như là rau, củ, quả, hành, tỏi, ớt thì cũng cắt được cho em hết nha, rất chi là tiện lợi ạ. Đến đồ sống còn cắt rất là dễ dàng và nhanh chóng thì đừng nói chi đến đồ chính nha các chị yêu ơi. 1 phút 30 giây cho em, rất chi là tiện lợi ạ. Nhanh tay lên ngay cho em số điện thoại để sở hữu nha. Còn về chiếc kẹt cắt thức ăn đa năng như thế này á, thì nó được làm bằng inox không gỉ nha. Đây ạ. Với chiếc kẹp này chúng ta có thể dùng để chiên, rán, đập các đồ ăn nóng này, hoặc là có thể gắp đá cũng được nha. Với thiết kế cán tay dài giúp cho chúng ta không bị bỏng khi thao tác nên chúng ta chiên cá, chiên thịt trên dầu nha, không bị bỏng tay nha. Rất chi là an toàn và tiện lợi cho mình ạ. Nhanh tay lên ngay cho em số điện thoại để sở hữu nha. Việc nấu nướng chưa bao giờ dễ dàng hơn như thế với bộ đôi nhà bếp hoàn hảo gồm một kéo cắt xương Kabushi và một chiếc kẹp cắt thức ăn đa năng như thế này chỉ với mức giá 220.000 đồng. Đặc biệt em sẽ miễn phí giao hàng cho 100 khách hàng đầu tiên thôi nha. Nhận hàng được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Nên các chị yêu ơi, nhanh tay lên ngay cho em số điện thoại để nhận ưu đãi nha. Siêu rẻ, siêu bền, siêu chất lượng.